A hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc đạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa, vượt qua 70 đối thủ nặng ký tại Miss Intercontinental 2022, Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã xuất sắc đạt danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa. Bảo Ngọc cũng trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này. Rạng sáng ngày 15 tháng 10, theo giờ Việt Nam đã diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 tại Ai Cập. Đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2021 là người đẹp Philippines Cindy Albenita trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết. Kết quả, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa 2022. Á hậu 1 thuộc về người đẹp Puerto Rico, Á hậu 2 thuộc về Brazil, Á hậu 3 thuộc về Nigeria, Á hậu 4 thuộc về Đức và Á hậu 5 thuộc về đại diện Venezuela. Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, giành ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Việt Nam 2022. Trước đó, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 22. Bảo Ngọc có chiều cao 1,85m, trình độ tiếng Anh IELTS 8. Trong phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi thất bại nào trong cuộc sống cho bạn nhiều bài học nhất. Bảo Ngọc trả lời, việc bạn không cố gắng hết sức sẽ dẫn đến thất bại. Chính vì vậy, tôi đã học được bài học bất kể làm việc gì, cũng phải cố gắng 100%, dùng tất cả gì mình có để cống hiến. Và thử thách mà tôi muốn chinh phục nhất đó là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa. Tôi đã sẵn sàng, Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Miss Intercontinental. Đêm chung kết diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mở màn đêm thi, ban tổ chức công bố hai giải thưởng, trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về người đẹp Honduras và giải Coco Equity thuộc về người đẹp Venezuela.